mới nó cũng là một cái vấn đề khá là thường gặp trên siêu âm. Nó cũng dựa trên những cái thông số đánh giá đo cái chỉ số ối, có thể là bốn khoang, tức là chúng ta sẽ đo bốn khoang ối, gọi là chỉ số ối bốn khoang, hoặc là chúng ta dùng một cái chỉ số ối một khoang. Thì nó có những cái tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán là ối bình thường, ối ít, ối nhiều. Ví dụ như chúng ta đo chỉ số ối bốn khoang mà ở những cái thời điểm 3 tháng cuối mà nó dưới 7 cm thì thường nó gọi là thiểu ối, hoặc là trên 25 cm thì nó ngoại đa ối. Thì thực sự cái vấn đề thiểu ối là một cái vấn đề chúng ta khá thường gặp. Thì cái ý nghĩa của vấn đề thiểu ối như thế nào? Thì chúng ta biết rằng nước ối ở cái thời điểm mà 3 tháng giữa trở đi, tức là thai khoảng từ 18 tuần trở đi, nước ối đa số là từ nước tiểu của em bé, có nghĩa nó là phản ảnh gián tiếp cái chức năng của cái thận. Có nghĩa là khi thấy lượng nước ối bình thường thì điều đó có nghĩa rằng cái thận em bé làm việc bình thường và cái sự tạo ra nước tiểu nó bình thường. Rồi nước ối ít nó cũng có thể là phản ảnh thứ hai, đó là cái sự tăng trưởng của thai. Ở những cái thai nhỏ, thai chậm tăng trưởng thì cái mọi hoạt động chuyển hóa của em bé đều giảm xuống, trong đó có cái sự tưới máu ở thận giảm, và cái lượng máu tưới thận giảm thì cái lượng nước tiểu hoạt động nó giảm và cái lượng nước tiểu bài tiết ra của thận cũng giảm. Thì như vậy nước ối ít thì nó có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất, chúng ta phải kiểm tra lại là em bé thật sự có bất thường về thận hay không. Tại vì những cái bất sản thận, những cái loạn sản thận thì không thể nào một cái thận nó tạo ra. Cái thứ hai là một cái lượng nước ối ít, chúng ta phải xem em bé có thật sự bị chậm tăng trưởng hay không. Thì muốn biết chậm tăng trưởng hay không thì chúng ta phải siêu âm đo đạt kích thước cân nặng nó có phù hợp với tuổi thai hay không. Thì như vậy đối với một cái trường hợp ối ít, nếu mà siêu âm trả lời cái thận em bé bình thường, hệ tiết niệu em bé không có bất thường, rồi kích thước em bé phù hợp với tuổi thai, em bé không nhỏ, không chậm tăng trưởng, thì cái lượng nước ối ít đó là một cái có giá trị tuyệt đối, thật sự không đáng lo ngại. Nó có thể ảnh hưởng, nó có thể thay đổi một cái thời điểm thai kỳ khác nhau, có thể nó sẽ cải thiện. Và một cái vấn đề nữa rằng là khi nói nước ối ít thì nhiều thai phụ cứ nghĩ rằng là nước ối ít vậy là do mẹ ít uống nước, người mẹ cần uống nhiều nước vào. Thì thật sự cái điều đó nó còn không không có đúng, là vì khi người mẹ uống nước vào thì cái đó là trong cái cơ thể người mẹ, không phải là người mẹ uống nước thì cái việc nước nó sẽ qua trực tiếp người em bé. Mà chúng ta biết rằng như đã nói, cái cơ chế tạo ra nước ối của em bé ở cái 3 tháng giữa trở đi chủ yếu là cái thận. Thì cái thận nó làm việc tốt, nó làm việc bình thường thì nó sẽ cải thiện, nó sẽ tạo ra nước ối bình thường. Thì cũng có những trường hợp mà so với chuẩn thì cái nước ối nó hơi dưới trung bình, có nghĩa là nó không đúng cái mức chuẩn, nó rơi vô cái tiêu chuẩn thiểu ối. Thì cái việc đó, cái việc mình uống nước nhiều thì nó là một cái vấn đề tương đối, chứ nó không phải là mình uống nước, mà nó mình phải đi tìm cái nguyên nhân gốc. Có nghĩa là cái nguyên nhân gốc mà có thể gây nước ối ít đó là một cái thai nhỏ, thai chậm tăng trưởng, hoặc là một em bé có một cái bất thường về hệ tiết niệu. Thì như vậy, tóm lại đối với vấn đề nước ối ít hay là thiểu ối thì đó là một cái vấn đề. Nếu chúng ta đi siêu âm có cái kết quả là siêu âm em bé phát triển bình thường và cái lượng nước ối như vậy nó tương đối, nó so với cái chuẩn nó dưới trung bình, nhưng mà em bé không có một cái bất thường về hình thái, không có một cái bất thường về phát triển, tức là thai không bị nhỏ, thì cái sự ối ít nó là một cái vấn đề chúng ta không có đáng lo ngại. Và ngoài ra có một cái nữa là nước ối ít cũng có thể là do chúng ta bị rỉ ối, thì chúng ta để ý xem chúng ta có bị ra nước ở dưới. Những cái lúc chúng ta không có đi tiểu mà chúng ta vẫn thấy có ra nước thì có thể là cái nguyên nhân nước ối ít đó là do rỉ ối, thì cần phải loại trừ cái đó. Thì mình cần phải đi khám thai, mình đến bác sĩ khám để mình thử coi thật sự mình có phải bị rỉ ối hay không.